lại Chúa. Chúa nhân từ, Chúa bao la và lạ lùng. Chúa là Đức Chúa Trời của các thần, là vua của muôn vua và Chúa của các chúa. Chúa ơi, hôm nay con được đứng đây để nói lời cảm ơn Chúa trong ngày lễ tạ ơn. Chúa ơi, lời cảm ơn con luôn nói hàng ngày, từng ngày trong những lần cầu nguyện trước Chúa, đó là lời con nói với Chúa. Ngày hôm nay cũng là lời con cảm ơn giữa con với Chúa. Nhưng đứng trước hội thánh, con xin Chúa cho con sự bình tĩnh, sự mạnh dạn trước đám đông, để con có thể nói hết những lời từ đáy lòng của con, để dâng lời cảm ơn Chúa trong ngày lễ này. Dạ, đầu tiên tôi xin thay mặt tất cả những người làm neo ở nước Mỹ này, người Việt làm neo ở nước Mỹ, xin cảm ơn Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã cho dân tộc của con, những người chị em, anh em của con, có một cái nghề rất là tuyệt vời. Cái nghề có thể đã nuôi sống bản thân, gia đình, và có thể dùng những cái đồng tiền để gửi về cho những người thân yêu ở quê hương, thì giúp đỡ nhiều cái khó khăn, mọi thứ. Theo hồi con học ở trường NEO, thì các cô giáo đã từng nói những tất cả khoảng 90% tiệm NEO ở nước Mỹ là thuộc về người Việt. Đó là một cái con số kỷ lục, và coi như là người Việt chiếm lĩnh cái thị trường NEO. Nếu không ám ơn Chúa, nếu không thay tất cả những chị em NEO cảm ơn Chúa, thì đó là một điều cực kỳ thiếu sót. Tôi có liên hệ với cô Mỹ Tiên là cô hiệu trưởng của trường NEO để xin những cái số liệu cụ thể về số lượng tiệm, về cái thu nhập của cái người NEO ở bang Oregon nói riêng hay là toàn nước Mỹ nói chung. Nhưng mà cô bận quá, có vài lần liên lạc không được, xin hẹn dịp khác là tôi sẽ nói rõ những con số. Tôi nói rất là kỷ lục và rất là dễ sợ. Thì chỉ có Chúa đã cho cái ơn điển đó cho người Việt. Con cảm ơn Chúa. Cái điều chính bữa nay muốn chia sẻ với mọi người ở Hội Thánh là cái bản thân tôi. Thì quý vị cũng biết, năm nay tôi trên 55 tuổi ở Mỹ, khoảng 5 năm rồi. Thì tức là nghĩa là hơn 50 năm tôi ở Việt Nam và 50 năm tôi là người Phật giáo. Thì cái con đường mà Chúa mở cho tôi để đi đến Hội Thánh này quả là lạ lùng. Nó như là một bức tranh Chúa vẽ, một bức tranh thật là kỳ diệu, mà những cái mảnh ghép Chúa cho tôi tự tay tôi ghép lại. Nếu tôi ghép thiếu hay là tôi không biết những cái bước của Chúa cho, thì cái bức tranh của tôi là cái đời sống của tôi sẽ không hoàn thiện và không có mỹ mãn. Cảm ơn Chúa vì tôi đã nhận được điều đó. Cảm ơn Chúa. Thì nó đơn giản, cái chương trình của Chúa nhìn lâu lâu rảnh rỗi tôi cứ suy ngẫm lại, sao mà tuyệt vời quá, sao mà nó lạ lùng quá. Tại vì không phải những cái sự nó đến với tôi là ngẫu nhiên, mà giống như có một cái sự sắp đặt thật là trật tự, thật là ngăn nắp, từ thật là lâu, từ khi tôi chưa qua Việt Nam. Thì nó chỉ có đơn giản là làm sao Chúa cho con thấy con trông cậy Chúa, con đi tìm kiếm Chúa và con xin cầu Chúa, và Chúa làm sao cho tôi thấy Hội Thánh, làm sao cho tôi thấy anh chị em của gia đình này, và làm sao tôi bước được vào ngôi nhà của Chúa. Thì nhìn nó đơn giản nhưng mà nó giống như một cái sự sắp đặt. Thì đầu tiên là tôi đi qua Mỹ thì tôi rất là khó khăn, mọi thứ cái gì cũng khó khăn hết, học cũng không được, đi làm cũng không xong. Đi học thì cũng lên lớp đều đều, tôi học được tới lớp 3. Thì thật ra học xong lớp 3, bài test tốt, nhưng mà người Mỹ nói gì tôi không nghe được, và tôi cũng không có nói được họ hiểu gì hết. Cái bắt đầu tôi đi làm cũng không được. Đi làm thì ngoài sức của tôi làm rất là nhiều, tôi cố gắng hết sức, nhưng mà làm xong thì người ta vẫn chê tôi làm chậm. Mặc dù là tôi có cố gắng, có sạch sẽ, nhưng mà người ta cũng cố gắng là giữ tôi lại. Nhưng mà thật là khó, tôi cũng biết là khó. Thì sau đó thì hai vợ chồng tôi, ông chồng ổng rất là
khó có hòa hợp được, ông không thể nào ở được, thì ông phải quay trở về Việt Nam trên 5 tháng để ông mới là đỡ cái stress rồi ông trở qua. Còn tôi thì vẫn loay quay ở Mỹ, thì cuối cùng tôi bị đổ bệnh. Thì cái đổ bệnh của tôi là cái khoảng thời gian đó tôi đi cầu thang không được. Mỗi lần tôi bước chừng vài bước lên cầu thang tự nhiên tôi nghẹt thở, tôi không đi nổi và tôi rất là mệt, thở không lên. Thì tôi nghĩ tôi bị đau tim, thì tôi mới đi bác sĩ gia đình. Bác sĩ nói là tôi không có đau, tim phổi tôi tốt. Nhưng mà có cái là cái cổ của tôi có những cái khối u, và bác sĩ nói cái hai bên có hai cái khối u lớn, và xung quanh cái khối u lớn đó nó có một những cái chùm khối u nhỏ. Thì ông nói là nhưng mà cái khối u này ông thấy rất là lạ, cho nên ông chuyển tôi qua bác sĩ chuyên môn. Thì khi tôi đi bác sĩ chuyên môn thì cái ông này ông nói một câu tôi còn sợ hơn nữa. Ông nói là ông nghi là tôi bị ung thư, tại vì những cái khối u đó nó rất cứng và nó chèn cái đường thở của tôi. Thì ông đề nghị là đi mổ. Mình không thành công vụ gì hết rồi, bây giờ lại nghe đi mổ, mọi thứ nó giống như là từ ở trên cao tôi bắt đầu tôi rớt xuống vực thẳm, tôi rất là sợ. Thì cái giờ mà tôi nằm để mà chuẩn bị người ta chụp thuốc mê mổ, thì cái có một ông bác sĩ gây mê, ông hỏi tôi chị cảm thấy như thế nào. Tôi nói tôi sợ lắm, tôi rất sợ. Ông nói nếu mà chị có một cái đạo gì hay chị có cái tin cái gì thì chị cầu nguyện thì chị sẽ cho nó thấy thanh thản. Thì lúc đó đó là tôi ở cái bệnh viện Providence. Thì cái bệnh viện đó mỗi cái phòng nó có đằng trước mặt cái giường là có cái hình thánh giá. Thì lúc đó tôi là cái người đạo Phật, nhưng mà tôi không có nhớ gì nữa hết. Tôi chỉ nhìn cái hình đó và tôi bắt đầu cầu xin. Tôi xin Chúa ơi, con là cái người không phải là con cái Chúa, con cũng chưa biết Chúa, con chỉ xin cho con được trải qua được cái giai đoạn này, nó rất khó khăn với con rất sợ, con mong hết bệnh thôi. Thì thật là lạ lùng là sau khi mổ xong rồi sau đó những cái khoảng mấy tháng sau test ấy, thì nó bình yên và bây giờ gần như nó liền lạc và những cái khối u kia nó nằm yên hết luôn và nó không gì. Mà trong khi đó bác sĩ nói là khi lấy cái khối u đó ra người ta sẽ test lại, người ta sẽ kiểm tra, nếu mà là có ác tính thì người ta phải mổ thêm một lần nữa để người ta vét hết những cái cục còn lại. Thì may mắn là tự nhiên cái lần kết quả cuối cùng bác sĩ báo là không có gì hết. Thì bắt đầu tôi cảm thấy có một cái gì đó nó len vào cuộc đời của tôi. Đó là cái bước tôi đi tìm kiếm, đi nhờ cậy Chúa và cầu xin đã được. Thì cái bước thứ hai là Chúa dẫn tôi vào nhà Chúa. Đó là cũng một cái điều kỳ diệu, nó không phải là ngẫu nhiên. Thì tôi có đứa con gái nó qua trước, nó ở nhiều năm. Thì khi mà nó phải sống tự lập, nó làm mọi thứ, mặc dù nó có người bác ruột, mặc dù có nhiều bà con ở đây, nhưng mà khi mà nó xin để đi mua nhà hay là nó làm, nói chung là xin mua cái nhà là cái chuyện lớn, thì chỉ có cái người giúp nó là anh Lợi với chị Thủy. Anh Lợi chị Thủy thì ở đây chắc có nhiều người biết anh Lợi chị Thủy. Ảnh đứng ra anh lo hết giùm cho nó mọi thứ. Một người không phải bà con, không phải ruột thịt, kể cả như tôi, ba má của nó vẫn không giúp được nó cái chuyện đó. Tụi tôi đau lòng cái khoản đó lắm. Tại vì con cái của mình nó rất dơ dơ mà này, tôi rất là tiếc tại sao phải cho con tôi đi như vậy. Nhưng mà cuối cùng ảnh lo hết mọi thứ. Và cái đó là cái ơn tôi mang trong lòng từ trước khi tôi đi qua Mỹ. Mà khi tôi qua Mỹ thì cái điều tâm nguyện của tôi là tôi gặp hai anh chị đó để tôi cảm ơn. Thì một dịp cũng vô tình cái con gái tôi nó mới nói mẹ ơi, chú Lợi sắp mổ tim, mẹ con mình lại thăm chú. Thì khi tôi lại thăm thì đó là cái dịp mà có nhà thờ có một cái chương trình ca nhạc tổ chức ở cái nhà thờ đối diện với lại Tô Phu Bùi, là cái chương trình ca nhạc đó lớn. Thì ảnh chị mới nói là mời gia đình tôi mới kéo con chồng tôi nói là đi là để cảm ơn anh chị, chứ cũng không có phải là đi để đi nhà thờ, tại vì mình chỉ cảm ơn Chúa, mình chỉ biết Chúa, chứ mình đạo Phật mình không có muốn bỏ cái đạo mình. Thì khi
cái lần đó tôi bước vào nhà thờ thì anh chị đã lâu không có sinh hoạt ở nhà thờ này nữa, anh chị bận gặp lại người cũ này kia, thành ra bỏ tôi ở một chỗ. Nhưng mà tự nhiên tôi không thấy lạc lõng, tôi cảm thấy tự nhiên có một cái sự ấm áp dâng tràn, giống như là có một cái bàn tay Chúa đụng chạm tôi. Tôi cực kỳ thấy là thật lạ lùng, và đó là cái ngày tôi quyết định tôi sẽ dẫn con tôi đi nữa. Và những cái ngày chủ nhật kế tiếp là những cái ngày tôi đi đến, thì thật rõ ràng là một cái sự sắp đặt thật kỳ diệu, thật là không thể tưởng tượng được. Chúa đã sắp cho một cái người anh em của tôi từ lâu đời, từ trước khi tôi qua Mỹ, để giúp con gái tôi, để đó là cái nguyên nhân tôi đi tới. Và khi mà tôi đi là những cái sự Chúa cho thấy mọi thứ. Chúa cho thấy, à con xin thì ta cho. Chúa cho thấy con cầu khẩn, con tìm thì con gặp. Và Chúa cho tôi thấy hội thánh của Chúa là Chúa như thế nào. Chúa cho thấy anh em của tôi là như thế nào. Những điều đó thúc giục tôi tự nguyện xin được ngôi vào ngôi nhà của Chúa. Và những cái điều đó sau đó nữa thúc giục tôi tự nguyện xin làm lễ bát xem. Điều đó Chúa cho thấy và Chúa gọi, thích thì cho con sự lựa chọn. Con đường đó, một cái vệt sáng Chúa đã mở, thì lựa chọn là cái sự lựa chọn của mình. Và khi tất cả mọi người ơi, khi mà tôi đã được lựa chọn như vậy, luôn luôn tôi quay nhìn lại, tôi cảm ơn Chúa, tôi đã có sự lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời tôi. Đó là cái điều tôi luôn luôn nói với mọi người, và tôi hãnh diện nói với mọi người là cái điều hay nhất, giỏi nhất của tôi làm là tôi đi vô nhà thờ và tôi làm lễ bát xem. Thì khi mà đi vào nhà thờ rồi thì đương nhiên là một người trong một cuộc sống không bao giờ có những cái khó khăn, những cái vấp ngã, mọi thứ luôn xảy ra. Nhưng mà sẽ thấy cái sự khác nhau từ khi có Chúa, có hội thánh, có anh chị em và lúc chưa có. Tôi sống trong cái sự bình yên, sự thanh thản, lòng tôi không có còn nổi sống hay là không còn lo lắng, không có còn quá những cái chuyện buồn phiền. Có những ngày tôi đi nghe giảng thì tôi luôn nói, ôi cái bài này là cái bài giảng của mình, là cái bài cho bản thân mình. Tự nhiên tôi thấy đúng, tôi thấy cực hay. Tôi bắt đầu tôi xem Kinh Thánh và tôi càng thấy hay. Tôi cảm ơn Chúa, Chúa tuyệt diệu quá. Và sau đó tôi cầu xin cái gì tôi thấy cũng được hết, Chúa cũng cho hết. Đến nỗi cho nhiều hơn cái lời tôi xin. Tôi dở òa vì những cái thật là bất ngờ. Những cái tôi xin rất nhỏ xíu thôi, Chúa cho lớn hơn. Và thật là lạ lùng. Một người như tôi là không có khả năng gì hết. Đi học neo cắt tôi không biết cắt, cầm cái kéo tôi không biết cầm. Tự nhiên lúc tôi cứ cầu nguyện thì bây giờ khi mà tôi làm, tôi trở thành một cái người thợ giỏi. Khách rất là thương, tôi cũng không hiểu sao khách thương tôi như vậy. Tôi nghĩ chỉ có Chúa thôi, Chúa cho. Thì Chúa làm nhiều điều và còn nhiều cái ân điển lớn hơn nữa, bất ngờ hơn nữa. Là tôi không bao giờ nghĩ tôi sẽ mở một cái tiệm. Tại vì tiếng Anh, tiếng Âu tôi nói không được. Nghề làm thì phải đeo mắt kiếm, giờ làm thì mò mò chậm chậm rùa rùa, chẳng có kịp theo những người trẻ. Nhưng mà cuối cùng không biết sao, bây giờ Chúa cho một cái cơ ngơi rất là lớn, rất là đẹp. Đó là một cái tiệm nail tôi mới mở cách đây được tuần. Chúa ơi, nếu Chúa cho con một cái công việc lớn hơn, con sẽ làm, con sẽ cố gắng. Thưa quý vị, tôi sẽ cố gắng làm một cái con cái của Chúa. Khi mở một cái tiệm, tôi sẽ cho người ta thấy con cái của Chúa làm tiệm nail sẽ khác với những người không phải là con cái Chúa làm tiệm nail. Cảm ơn Chúa. Trước mặt thì tôi nghĩ vẫn còn nhiều khó khăn, rất nhiều khó khăn để tôi phải đương đầu, phải, tại vì cuộc sống mà chắc là không có ngừng những cái khó khăn, không có ngừng nó phát sinh những câu chuyện. Nhưng mà bây giờ tôi có Chúa đi bên cùng, tôi sẽ không lo lắng gì hết. Nhất là bây giờ dù cho tiệm có 1-2 người khách vô cũng không lo. Đó là điều thật sự tôi hoàn toàn không lo, bởi vì tôi nghĩ Chúa đã ở cùng tôi. Cảm ơn Chúa. Thì mọi người hãy nghĩ, một bất kể từ già trẻ lớn bé, một mình xin một cái gì mà cái người khác cho thì còn vui mừng,
huống chi mình xin công việc làm hay mình xin cuộc sống, mình xin sức khỏe mà Chúa ban cho mình, thì hình như không có cái điều gì mà không nói lời cảm ơn. Nhân ngày lễ Thanksgiving, tôi rất mong mọi người cùng đồng nhau nói tiếng cảm ơn Chúa, nói trong lòng hoặc nói cho mọi người: cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen.